Hai ngày qua, tại bờ biển Quỳnh Viên, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, nhiều tấn sà lông bị sóng đánh dập vào bờ. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung ở đoạn bờ biển dài khoảng 200 mét ở xã Thạch Hải để vớt sà lông. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, sau mỗi đợt biển động hay gió mùa, sò thường quấn dưới cát và bị sóng đẩy dập vào bờ. Người dân nơi đây cho hay, do số lượng sà lông năm nay sóng cuốn vào nhiều, người dân có thể vớt bằng thau, chạo, bao tải. Các năm trước đây, sò giặt vào cũng ít, dụng cụ vớt phổ biến là vợt. Lớp sò lông chắc dài khoảng 6 cm dọc bờ biển. Một gia đình 4-5 người mỗi ngày đi vớt được khoảng 5 tạ sò lông, sau đó được đem về làm thức ăn, bán cho khách hàng. Sò lông có vị ngọt đậm đà, trong nhà hàng thường dùng ruột sò nấu cháo, hoặc xào sả ớt, hoặc nướng sa tế. Mỗi con sò nguyên vỏ có giá dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng một kg. Sò đó là